Trên mọi miền tổ quốc. Và hôm nay sẽ tiếp tục lên một video để giới thiệu các bác về một mẫu cục đầy công suất hàng nhập khẩu chính hãng, bảo hành các bác lên tới là 2 năm, đến từ nhãn của Best Audio, model của em nó là LA8004. Và các bác nào đang tìm kiếm cho mình một mẫu cục đầy giá thành hợp lý này, chất âm hay này và mạch chạy bền bỉ thì hãy tham khảo ngay cho em về mẫu cục đầy Best LA8004 này nhé. Và mẫu đầy này thì bên em đã hết hàng phải đến là hơn tháng nay rồi các bác ạ. Thì hôm nay em mới về hàng với số lượng cũng rất là nhiều, số lượng là 50 chiếc đây các bác ạ. Thì tiện thể hàng về thì em cũng lên một cái clip là thông báo tới tất cả các bác và anh em, và cũng review lại một lần nữa để cho bác có thể là xem về cái thiết kế này, mặt trước này và nội thất này và chất âm của em nó xem như thế nào các bác nhé. Và trước khi về review về cái máy của em nó thì em sẽ giới thiệu cho bác xem về phần công suất của em nó các bác nhé. Ở đây thì LA8004 đây ạ, với công suất mỗi kênh là 800W ở chiều kháng là 8 ohm, 1200W ở chiều kháng là 4 ohm, và chụp hai kênh lại ở chiều kháng 8 ohm của em nó sẽ là 2400W các bác nhé. Công suất rất là cao và khỏe đấy các bác ạ. Và em nó được sử dụng mạch là mạch class H, cân nặng của em nó là 25,3 kg. Còn nếu mà máy không thì chắc em nó chỉ rơi vào khoảng tầm độ là 24 cân thôi các bác ạ. Cũng rất là gọn nhẹ, dễ dàng để các bác có thể là vận chuyển đi lại được. Và cái dây nguồn của em nó đây ạ, dây nguồn thì em nó sẽ là thiết kế dây nguồn rời các bác nhé. Dây nguồn rời, dây rất là to luôn này, để chịu tải rất là lớn các bác nhé. Và đây là cái rắc nguồn, rắc lưu trích nguồn của em nó này, rất là dày luôn. Đấy các bác ạ, để khi mà em nó đánh lâu, chạy lâu thì sẽ không bị chảy cái dây nguồn này đâu các bác nhé. Thường thường các cái rắc mà kém ở trên thị trường ấy, mà đánh một thời gian nó nóng nó sẽ bị chảy cái rắc này đấy các bác ạ. Đấy, rắc rất là dày luôn. Và ở đây thì các bác có thể là nhìn thấy về cái thiết kế giao diện bên ngoài của nhà hãng PS được làm rất là trau chuốt, rất là đẹp đúng không ạ. Về đây là phiên bản của năm 2024 các bác nhé. Thì nhà hãng vừa mới sản xuất và vừa mới gửi hàng cho bên em luôn. Thì thiết kế ở đằng trước của em nó sẽ gồm có hai tay sách này, rất là dày, rất là dày và to, dễ cầm lắm các bác nhé. Dễ cầm lắm hơn các cái sản phẩm đẩy khác đấy các bác ạ. Đấy, nhà hãng PS được làm rất là tốt này về phần thiết kế cầm lắm này. Đấy, và hai bên thì sẽ có hai cái lỗ để thông gió tản nhiệt đấy các bác ạ. Một bên thì sẽ có cái logo của PS Audio và một bên sẽ có model là LA8004. Và 4 kênh, mỗi kênh công suất là 800. Ở đây thì các bác có thể là một kênh này đánh tối đa được một cặp bát 30 từ 190 côn 76, hoặc là các bác có thể là đánh tối đa được một quả loa full đơn 40 từ 220 côn 100, đánh thoải mái các bác nhé. Hoặc là các bác có thể là đánh được một quả sub đơn 40 từ 220 côn 100. Đấy các bác ạ. Và chiếc áp của em đó là sử dụng là chiếc áp bi các bác nhé. Xoáy rất là ngon này, rất là trơn tru ngọt ngào luôn này. Đấy, và hiển thị các cái dãy đèn nháy như là power này, đèn tín hiệu của khi các bác bật nguồn lên thì nó sẽ hiển thị cái đèn này các bác nhé. Single 1, 2 này, đèn clip này và đèn protect này, và lúc nguồn ở giữa. Đấy, thiết kế lúc nguồn ở giữa để dễ bật tắt hơn đấy các bác ạ. Và thiết kế một màn hình hiển thị LCD ở hiển thị các cái thông số như là ngày giờ này và nhiệt độ ở đây trên này các bác nhé. Đấy, thiết kế rất là đẹp này. Đấy, rất là đẹp luôn. Chưa nghe về chất âm nhưng mà nhìn thấy cái độ đẹp và sắc nét của em nó thì của nó là rất là tuyệt vời rồi các bác ạ. Về phần đằng sau của em nó thì sẽ có 4 cái quạt tản nhiệt các bác nhé, 2 chiếc và 2 sau. Đấy các bác ạ, 2 quạt hút vào và 2 quạt thổi ra. Về các cái cổng input đầu vào của em nó thì tất cả đều sử dụng bằng jack carbon, input 1 2 3 4 này, và 3 cổng và 2 cổng linh ra đẩy khác các bác nhé. Hai cổng linh ra đẩy khác này, và các cái chế độ gạt như là Sitte này, Panel này và Bright, và các cái chế độ đánh như là 0,7V, 1V và 1,4V. Và các cái cầu ra loa của em nói thiết kế sẽ hai cổng. Một là bằng jack lưu trích chuyên nghiệp, hai sẽ là bằng jack kẹp truyền thống các bác nhé.
Đấy, rất là dễ dàng luôn. Và dây nguồn của em nó thì sẽ sử dụng là dây nguồn rời đây. Đây thì ở đây em đã mở sẵn về cái nội thất trước đây, PSNA804 này rồi. Thì các bác có thể là nhìn thấy về thiết kế bên trong nội thất của em nó này, được thiết kế đi dây dợ các thứ, nhìn rất là sắc nét và rõ ràng, danh mạch, chi tiết các bác nhé. Đấy, các cái dây đều được quấn hết này các bác này, đi rất là gọn gàng luôn. Thì các bác có thể là nhìn thấy cho em ngay cái đầu tiên là bác nhìn thấy là về phần nguồn, bán kính nguồn của em nó rơi vào 21cm các bác nhé, nguồn đồng 100%. Đấy các bác ạ. Và sò đây thì em nó đều sử dụng sò là sò NJW các bác nhé, sò NJW đến từ Mỹ. Đấy, một dòng sò đánh cho chất âm, đánh loa full rất là sáng và sạch tiếng này, và đánh súp cũng rất là lực và chắc tiếng luôn. Này, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14, 18, 28, 28 là 56, tổng cộng là 56 sò cả bù áp các bác nhé. Đấy. Và các bác có thể nhìn thấy về các con trở sứ hay là các con tụ này được làm thiết kế rất là sắc nét luôn các bác nhé. Đấy, chữ thì rất là rõ ràng, chi tiết luôn các bác ạ. Và hai bên của em nó thì đây hai bên này đều có dơ le để bảo vệ bo mạch các bác nhé. Đây bên này hai con dơ le này, bên này hai con này, và bên này cũng hai con này. Đấy, để bảo vệ bo mạch, chống chập cháy rất là tuyệt vời. Và thiết kế tụ lọc nguồn của em nó 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, tổng cộng là 16 tụ lọc nguồn các bác nhé, 16 tụ lọc nguồn. Và chỉ số của em nó, chỉ số của em nó là, để em không nhìn rõ, là 60V và 15.000 microfarad các bác nhé, 60V và 15.000 microfarad, chỉ số tụ rất là cao để lọc sạch nguồn điện cho cái chất âm tiếng sáng và sạch tiếng hơn. Và với mẫu cục đẩy này thì được nhà hãng đang tích hợp bên trong là một bo để chống chập dây loa. Đấy các bác ạ, chẳng may mà các bác đấu nhầm dây loa thì em nó sẽ có cái tính năng là chống chập, nó sẽ ngắt ngắt đe luôn. Đấy các bác ạ, nó ngắt đe luôn và các bác tắt nguồn đi, bật nguồn lại, lại hoạt động bình thường. Đấy, một cái tính năng rất là an toàn ở trên mẫu cục đẩy PSLA804 này rồi. Đấy, các bác có thể nhìn qua lại nhé, nhìn rất là sắc nét này. Đấy, bo mạch là bo mạch màu đen. Đấy, nhìn rất là đẹp và sắc nét luôn. Và đây cũng hai, ở đây cũng có hai con dơ le này. Đấy, đấy các bác ạ, nhìn rất là đẹp các bác nhé. Ok, và sau đây thì em sẽ cho nó lên và test một bản nhạc để cho bác có thể lắng nghe và trải nghiệm chất âm về mẫu cục đẩy PSNA804 phiên bản của năm 2024 này nhé. Ở đây thì em đang đánh hai kênh 1-2 là đánh một đôi loa TB bắt 30, còn một kênh C thì em đang đánh một quả súp đơn 40 của DB từ 220-100 đây các bác nhé. Và sau đây thì sơ mời các bác cùng nghe và trải nghiệm chất âm về mẫu cục đẩy này các bác nhé.
Và vừa rồi thì các bạn đã được trải nghiệm chất âm về mẫu cục đẩy PSLA8004 này rồi đúng không ạ? Ở đây thì em đang đánh trên đôi loa của TB-TK8012 bass 30, đánh tiếng full rất là sáng và sạch tiếng luôn. Và súp một kênh C thì em đang đánh một quả súp hơi 40 của TB Acoustic. Đánh tiếng súp đánh rất là uy lực này, chắc gọn tiếng này các bác nhá. Đánh tiếng cực kỳ phê luôn. Đấy. Và các bác có nhu cầu về những sản phẩm trên thì có thể là gọi điện trực tiếp qua số hotline giúp em nhé. Và em xin kết thúc clip tại đây. Và xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác ạ.